quạt trần chạy điện 12V này rất là mát luôn nhé không khác gì quạt trần 220 cả chạy điện 12V ăn điện rất là nhẹ 12V 2.4A này công suất chỉ là 30W thôi cực kỳ nhẹ luôn Hello xin chào anh em nhé thì hôm nay mình sẽ review một cái sản phẩm mà mình nghĩ là anh em sẽ quan tâm tới cái sản phẩm này đây là một chiếc quạt trần chạy 12V nhé các bạn quạt trần chạy điện 220 thì rất là nhiều rồi nhưng mà điện 12V thì lần đầu mình mới trên tay quá ạ đó con này thì nó có cái sải cánh là 1m4 các bạn này nó cũng giống như cái quạt trần ở gia đình các bạn ấy và như những cái quạt trần ở trường học thì ở đây con này nó chạy điện 12V công suất của nó là 33W công suất rất là nhỏ nhưng mà với công suất này mà chạy điện 12V thì mình nghĩ là tương đối là ok con này nó nặng 5 kg 5, 5 con này, cả hộp nữa là 5 kg 8 này. À về cái này thì nó có thể chạy được điện năng lượng từ năng lượng mặt trời này. Nếu mà 12 V mà chạy 33 W thì nó dòng nó ăn khoảng tầm hơn 2 A một xíu thôi. Đây. Hôm nay mình sẽ review cũng như là test thử cho các bạn về cái quạt trần này nhá để xem mà nó như thế nào, có thực sự làm mát giống như quạt trần ở bình thường hay không nhá. À cái này thì đang được bán ở trên shop Play Vân Huy thì link mua hàng ở trên Shopee mình để trong phần mô tả nhá. Các bạn có thể vào đấy quan xem đây mình sẽ mở hộp ra và test thử và xem này cái này thì mình có rạch qua để xem qua được con ạ bộ cánh đi kèm đấy như các chỗ này nó sẽ là có một cái bộ cánh này cái sải cánh con này hai cái chùm là thành một mét tư. một cái bộ công tắc để điều khiển này cái để bắt lên trần này và đây là cái quạt trần con ạ rất là to và nặng nhá đây cái phụ kiện để gắn này Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ bung ra quan chiêm ngưỡng cái nội thất bên trong này nhá Để xem thử như thế nào rồi đã là tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn quan đấu dây này Cũng như là mình sẽ lắp lên và xem thử là nó có mát hay không à, Cứ cho quan là chiêm ngưỡng cái nội thất bên trong này là nó sử dụng cái motor gì kìa đã Ở đây thì mình nghĩ là nó sẽ sử dụng là motor không chổi than con ạ Vì cái công suất nó khá là khá là ok 33W thì mình nghĩ là động cơ không chổi than rồi cái củ này rất là to nha các bạn ngang ngửa có khi lại to hơn cái củ màu xanh xanh ấy cái quạt trần màu màu xanh là các bạn thấy ở trên thị trường chạy điện 220 thì nó ngang ngửa như vậy các bạn ạ ô oh. ở cái vòng bi này thì nó được, được gắn chặt vào chỗ này rồi hai cái vòng bi này ốp lại với nhau thứ hai nữa là nó bắn mấy cái đinh tán ở chỗ này này Đó, chỗ này một cái đinh tán hai cái này ba cái nên là mình không tháo được ra nhá thì ở cái động cơ này nó khá là to quá ạ bên trong này nó có một cái củ động cơ rất là to này mình nghĩ là cái động cơ này nó sẽ là động cơ không chổi than à, cái này thì mình cũng chưa rõ tại vì không bung được ra các bạn xem ok thì bây giờ mình sẽ Hướng dẫn quản đấu dây này Cũng như là mình sẽ lắp ráp và test thử quản xem nhé Đây là một cái bộ điều khiển Có 4 nấc 1, 2, 3, 4 này Một ở bên này 2, 3, 4 này Và cái nguồn đấu này thì là chính là nguồn dương nhé Bên trên ở cái dòng input này Có chữ input này là cái nguồn điện vào Nguồn dương 12V vào ấy Output ra chính là cái dây đấu vào đỏ Dây đỏ motor này Chính là như vậy nhé Đó, Chính là như thế này Bây giờ mình sẽ đấu và test thử xem cái dòng của nó có thực tế là 33 w hay không cái đá nhá. Ok thì uh, mình đã lắp vào và test thử bạn xem đây nhá. Ở đây thì mình đang để là số 4 con ạ. Quạt thì quay rất là mạnh nhá, không khác gì là quạt điện uh, 220 cả. Gió rất mát con ạ. Không biết trong video quạt uh, có nghe được hay không. Đấy. Quay y như là quạt 220. Và cái dòng hiện tại bây giờ nó đang ăn là 2.6 con ạ, 12V này. 12.4 là 2.6V này À quên 2.6A chứ Mình hạ xuống là 11V thì nó sẽ ra 2.2 nha 12V thì nó ra 2.5 Nói chung là nó ăn cực kỳ thấp luôn đó, các bạn ạ 33 quá thì rất là thấp Đây quạt của mình đây à, Cái quạt này thì mình đang treo mình test thử các bạn ạ Đó Quay rất nhanh nha Nói chung là nó quay rất là nhanh các bạn ạ Giống như quạt điện 220 luôn Cái sải cánh của nó rất là to Hồi nãy mình quên quay cái sải cánh của nó đấy Anh em có thể thấy là nó quay gần như là bằng với cái quạt 220 luôn Nói chung là con này mình thấy cái dòng ra nó cực kỳ ổn định nhá Đây 2.48 này Đó, Rất là ổn định các bạn ạ Nó chỉ lệch con số thứ hai này thôi Mà lúc mà nó quay ổn định nhất ấy Thì nó vẫn giữ nguyên luôn này ở 2,48A này. 12V nhé các bạn. Ở đây số thì mình sẽ để là số mạnh nhất này. Nó có 4 cấp độ nhá, 1 2 3 4 thì mình sẽ để cái số mạnh nhất mình test. Gần như là bằng với quạt 2.2 đấy. Mình nghĩ là cái con này nếu mà nó chạy điện 12V công suất 30W Cái dòng khởi động của nó lúc mà mình đề ba lên ấy, thì nó là hơn 3A, 3.5A gì đấy Mình cũng không rõ Thì như vậy nếu như mà còn sử dụng adapter để chạy cái quạt này thì quản nên sử dụng là adapter 5A nhá Vì lúc khởi động con này lên thì nó ăn tần 3.5A cơ Khi mà nó chạy ổn định thì nó sẽ thấp hơn Và ở đây mình hạ vôn xuống này, ví dụ như mình quy còn xuống 11V4 nhá Thì cái dòng nó cũng giảm theo luôn các bạn ạ đó. Dòng vẫn giảm theo nha, dòng không phải là giữ lên như hồi nãy đâu. Với cái đền áp là 11.1V này, pin 3S thì cái quạt nó vẫn quay như vậy các bạn ạ. Mình không thấy hiện tượng nó giảm bao nhiêu. Nói chung là nó vẫn giảm nhưng không giảm bao nhiêu nhá, vẫn quay rất là mạnh này. Mình sẽ thử giảm tốc độ quạt lại xem mà dòng nó có giảm hay không. Để nấc 3 này. Nấc 3 thì nó lại đề 3 trở lại các bạn ạ. Cứ mỗi lần giảm thì nó sẽ đề 3 trở lại nhá. Còn để ý là nó sẽ đề 3 lên này đó thấy chưa cái dòng đề ba lên nó là ba con này và bắt đầu nó sẽ giảm từ từ đấy và quạt của mình thì nó sẽ quay chậm hơn một xíu đây mình sẽ giảm xuống là nấc hai nhá nó cũng sẽ tắt đi và nó sẽ đề ba lại con này là động cơ không chuyển than các bạn ạ động cơ không chuyển than nhé đó, quạt nó sẽ quay chậm hơn này. Đó. Cái dòng nó vẫn giữ nguyên các bạn ạ. À nó nó sẽ giảm hơn 1 triệu. Nó giảm cầm 0.3 nhé Ở đây thì nó sẽ giảm về 2.1A khi mà mình bật nước 2. Để nước 1 xem nào. Mỗi lần tắt bật thì nó sẽ đề ba lại một phát này. Bắt đầu nó sẽ nhảy lên là khoảng tầm 3 các bạn ạ đó đấy nó nhảy lên là nó đề ba này quạt mình thì nó sẽ quay mức chậm nhất có thể đây là nấc một là cái nấc nó quạt quay chậm nhất đấy và dòng nó chỉ ăn là 1.9 thôi các bạn ạ Ok thì như vậy mình cũng đã review và test thử hoàn một cái quạt trần chạy điện 12V Đây là một cái quạt trần mình nghĩ rất là phù hợp cho những bạn nào ở, ở cái vùng mà hay mất điện ấy Hoặc là sử dụng cái hệ sinh thái 12V như mình Ở nhà mình thì mình bắt đầu mình chuyển sang cái hệ sinh thái 12V cả Nên là cái quạt này nó khá là phù hợp cho cái hệ sinh thái của nhà mình Công suất thì nó vừa khéo này Công suất thì nó chỉ là 30W này Và cái quạt thì nó quay rất là mạnh Gần như là ngang ngửa với quạt trần bình thường luôn Các bạn cũng có thể thấy cái cánh quạt nó quay này là biết được cái tốc độ nó quay mạnh như thế nào rồi đúng không? đó. rồi thì cái link mua cái quạt này thì mình để trong phần mô tả nhá, còn có thể vào đấy còn xem. còn bây giờ còn muốn mình mở hộp hay là trải nghiệm những sản phẩm nào về năng lượng mặt trời hoặc là những sản phẩm hay ở trên shopee hoặc là những cái sản phẩm trên lazada, Tiki thì còn cứ comment ở bên dưới video nhá và đừng quên là đăng ký kênh VTV cũng như là kênh chế đồng hồ mình nhá. chào quan